Vâng, em xin chào tất cả toàn thể các bác có niềm đam mê bẫy cò vạc trên toàn quốc nhé. Một cái video ngắn của buổi sáng ngày hôm nay thì em xin giới thiệu cho các bác về cái mẫu các phụ kiện để đánh được cái con cò vạc di cư vào cái thời điểm này nhé, để mà đánh được hiệu quả nhất. Thì hôm nay video này em xin giới thiệu tới các bác một cái mẫu keo bẫy cò vạc này, lưới cò giả vạc giả và lan cáp quang cho các bác nhé. Đầu tiên em xin chi tiết về cái mẫu keo bẫy cò vạc trước. Keo này là nhà em là keo A1, dành cho các bác đánh ở cái thời điểm này đánh con cò con vạc rất là hiệu quả nhá. Đấy, keo nhà em đây. Keo này là ưu điểm của nó là không chảy này, không bị co này, chịu ở mọi thời tiết, ví dụ như là trên 40 độ C, nắng nóng cũng không bị chảy ra nhá, mà rét, thời tiết lạnh thì cũng không bị co lại nhá. Không màu, không mùi. Đấy, trong suốt như này. Các bác có thể đánh được con cò con vạc rất là hiệu quả. Bên em đã đóng vào một cái hộp 1 kg như này. Một hộp 1 kg này để cho các bác đánh được tầm khoảng từ 7 đến 800 con cò nhá. Đấy, rất là hiệu quả luôn. Các bác có thể tham khảo cái mẫu 1 kg hoặc nửa kg như nhà em đã vào lọ như này. Tùy với việc sử dụng của các bác có thể tham khảo hai mẫu này. Hoặc các bác có thể, nếu khu vực là các bác nhiều cò này hoặc nhiều bạn đi cùng đánh, các bác có thể chia sẻ để tham khảo dùng một cái mẫu thùng 20 kg như nhà em kia thì là sẽ được giá cả rất hợp lý nhá. Đấy, tiếp theo là vạc giả. Đây, cho các bác xem con vạc giả bên nhà em đây, được các bác thợ làm rất tỉ mỉ công phu, đã sơn sửa gọt đẽo rất là cân đối, vuông vắn. Đấy, con vạc giả rất là đẹp cho các bác đây rồi. Các bác có thể tham khảo nhé. Và nó cũng chỉ rơi vào tầm vài chục nghìn đồng trên một con thôi, mà hiệu quả nó khi có con vạc giả này mang lại thì rất là cao. Đấy, ngoài vạc giả thì kết hợp cả cò giả, bên em cũng cung cấp cả cò giả cho các bác nhé. Lúc nào cũng số lượng nhiều. Nếu các bác mà ngoài cái mẫu keo này các bác không sử dụng thì ta có thể kết hợp là đánh sử dụng con vạc bằng lưới nhá. Đây là lưới 12 sợi 20 cho các bác đây, chuyên đánh các dòng vạc này. Hoặc kết hợp cho các bác đánh con diệc, con vịt rời cũng rất là ok nhá. Đấy, lưới 12 sợi 20. Hiện tại cái lưới này nó đang có hai khổ là 50m và 100m nhá. Đấy, dành cho các bác đánh vạc. Và thêm nữa là lan cáp quang. Lan này nhà em đã được sơn màu lá mạ cho các bác đây rồi. Độ ngụy trang thì rất là cao. 1 ly 7 nhá bác nhá. Đấy, 1 ly 7 cho các bác. Que này thì các bác dùng rất là ok, được nhiều bác rất sử dụng trong cái việc bẫy cò vạc di cư năm nay. Đấy, rất là hiệu quả. Kế thêm nữa là que tre. Bác nào có nhu cầu yêu thích thì mẫu que tre thì bên nhà em cũng có que tre nhá. Đấy, đã được tuyển chọn từ những cái tay tre được rất là già dặn, vót đẽo tròn trịa cẩn thận cho các bác rồi. Đấy, các bác cứ tham khảo nhá. Cò giả, vạc giả và keo. Ngoài mẫu keo bẫy cò giả và bẫy cò này, cò giả, vạc giả, lan cáp quang, lan que tre và lưới thì bên em còn có bán tất cả các phụ kiện bẫy chim đêm khác nữa nhé. Thế bác nào có nhu cầu mua thì hãy gọi điện cho em theo số điện thoại em để ở góc video nhé. Hàng đến các bác vẫn có quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Và một video ngắn giới thiệu về cái mẫu keo bẫy cò vạc năm nay đến đây là hết. Giờ em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo nhé.